Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả các anh em tham gia chương trình này góp nhận 10 tập cần có hiệu là BK47. Một con cần này đã lít trên sàn chất swap. Mình dùng địa chỉ cho link cho tất cả các bạn để tham gia trang các bạn lít trên phần link mô tả, bấm nút start chat bot nè, bấm nút start nè. Chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 11 năm 2020 và mình chắc nó phong phối luôn các bạn. Chương trình này góp thì kết thúc là phong phối các bạn, rồi các bạn bấm vào 49 40 cộng 9 là 49 nè. Rồi các bạn bấm nút start tab nè. Israel Red Spa Surprise Win Spa. Rồi các bạn join vào kênh Telegram, kênh group luôn nè các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn bấm next step nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn ơi. Chương trình này góp như làm, gọi các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Các bạn quay yêu, tại vì mình mới đăng lên một cái video cho tất cả các bạn. Rồi các bạn join vào nghe bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nghe bạn. Rồi bấm next step nè. Rồi theo word thì các bạn follow theo word. Theo word giờ điền lại cái username theo word của mình, follow. Các bạn nhấp vào nghe bạn. Và không đừng quên đăng ký like cho mình, xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình thôi nha các bạn. Như là một động lực các bạn ủng hộ cho mình tìm những nguồn ngay góp cho tất cả các bạn. Rồi theo dõi. Làm ai góp này các bạn chỉ việc rảnh gõ thì các bạn làm nha các bạn. Đây mình kiếm những cái token miễn phí nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nè. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Chờ nó tải chút xíu các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like cái bài đã riêng nữa các bạn. Rồi các bạn test like Twitter. Rồi các bạn Twitter test like các bạn. Rồi các bạn trở về bot nè. Rồi xin theo word mình các bạn mở theo word của mình ra chỗ này nè các bạn. Các bạn bắt đắp lên nè. Chưa. Các bạn chạy xíu các bạn. TikTok. Rồi các bạn nhập vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn cài đặt username chỗ này nè, @MMO của anh nha các bạn. @MMO nè. Ngọc Anh nè. Rồi các bạn gửi nha các bạn. File server user then server username. Rồi các bạn cũng nhấp vào cái server này chỗ này nữa các bạn. Các bạn follow tiếp server của nó. Mình vào mình kiểm tra coi đôi khi nó hai kênh rồi rõ ràng, các bạn bấm vào theo dõi nha các bạn. Này hai kênh, rồi các bạn cũng like cũng tự quyết lại như trước nha các bạn. Test lại, phải mình sơ sức là mình không vào là các bạn là mình bỏ qua một bước là nó không có trả tôi cần các bạn. Rồi các bạn cũng ghi vào cứu sơ em theo quơ của mình như ban đầu các bạn, MMO nè, học anh nè. Rồi follow theo quơ, request theo quơ, request. Rồi các bạn cũng follow theo quơ đưa gỡ lại một cái đường link để enter the wish. Rồi các bạn cái mục này thì các bạn cũng vào follow theo word các bạn, rồi lấy gỡ lại một cái link từ wish. Ai góp này mình đã là cái link này nữa các bạn. Cho mình chơi về trang cá nhân của mình. Rồi các bạn cũng nhấp vào trang cá nhân của mình, bấm vào hồ sơ nữa. Rồi bấm vào từ wish trả lời nữa các bạn. Rồi các bạn cũng bấm vào tweet nè, bấm vào chia sẻ nè, sao chép đến theo word nè các bạn. Rồi các bạn cũng mở cái bot Telegram của mình ra các bạn. Rồi các bạn bắt vào. Thầy ơi. Rồi các bạn bắt vào các bạn.
lên Twitter nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ với TGC 20 với John lên wallet gì cũng được nha. Mình chạy nền tảng TGC 20 các bạn. Rồi các bạn mở ví John lên của mình ra nè. Rồi các bạn bấm vào một reset nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ví nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại nè, các bạn gửi lại cho bot nè. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 10 top cần nữa các bạn. Rồi các bạn bấm balance. Vậy video mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.